Chào quý anh chị công ty, tôi là Đăng, là chuyên viên tư vấn máy chế biến gỗ tại công ty Steinert. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh chị máy chà nhám thùng công nghệ áp lực điện từ. Máy nhám thùng Heesemann, một thương hiệu từ nước Đức, được phát triển từ năm 1933 cho đến nay. Được công ty Steinert đại diện ở Việt Nam. Lĩnh vực nghiên cứu và phát triển là máy chà nhám thùng công nghệ cao, chuyên gia công bề mặt gỗ, nhựa, kim loại và các sản phẩm theo yêu cầu của quý khách hàng. Máy chà nhám Heesemann phục vụ nhiều ứng dụng khác nhau. Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp công nghệ để đáp ứng các yêu cầu về phôi và biến các ý tưởng sáng tạo và thiết kế của bạn thành hiện thực. Để hoàn thành sứ mệnh của mình, chúng tôi cung cấp một loạt các cụm làm việc trên máy chà nhám mà các kỹ sư của chúng tôi có thể kết hợp và điều chỉnh để đáp ứng mọi yêu cầu riêng của khách hàng. Thiết kế máy nhỏ gọn, tủ điện được tích hợp trong thân máy và dễ dàng bảo dưỡng ngay cả trong quá trình vận hành. Màn hình điều khiển được gắn trực tiếp trên máy để tiết kiệm không gian. Động cơ được lắp đặt trên chính bộ phận trong máy. Điều này giúp duy trì độ căng đai không độ. Thân máy có độ cứng cao, được thiết kế hàng liền khối vững chắc và các chi tiết thiết kế cụ thể, tương tự như cấu tạo xe và máy bay. Thân máy còn có tính năng cách âm chống ồn thông qua lớp phủ đặc biệt trên thân máy, tiết kiệm không gian, tích hợp quạt hút chân không hút phôi giúp quá trình hoạt động an toàn đối với chi tiết ngắn và mỏng. Màn hình điều khiển, tất cả các máy đều được trang bị PC công nghiệp màn hình cảm ứng màu. Tất cả các chức năng của máy được điều khiển từ một vị trí. Trang menu chính hiển thị máy. Tất cả các thông số chà nhám liên quan, áp suất chà nhám, tốc độ băng tải chà nhám, áp suất cạnh, vân vân, được định cấu hình thông qua biểu đồ dạng bản. Sau đây là cấu tạo các bộ phận chính của máy nhám thùng. Đầu tiên là trục chữ A chà nhám dọc. Các bộ phận chà nhám dọc trên máy chà nhám bề mặt Heesemann được trang bị hệ thống áp lực từ trường CSD. Trục thứ hai, trục chà nhám ngang. Trên bề mặt gỗ, phương pháp chà nhám ngang được toàn thế giới đánh giá là đạt được kết quả. Đầu tiên, các phôi được chà nhám theo chiều ngang theo chiều thớ gỗ, sau đó được chà nhám theo hướng của thớ gỗ bằng một trục hoặc nhiều trục. Để loại bỏ các chỗ lồi lõm bằng keo, băng dính và các chỗ không đồng đều khác trên vật liệu. Để chà nhám có độ bóng cao thì trục ngang thường sử dụng các nhám lớn hơn 500. Trục thứ ba, trục chà nhám roller. Trục roller của Heesemann có sẵn với cả trục thép và trục bọc cao su với nhiều độ cứng so khác nhau. Cả hai trục đều được cung cấp với các đường kính khác nhau. Tùy vào vật liệu thì lựa chọn đường kính cho phù hợp. Tiếp theo tôi giới thiệu bộ phận lựa chọn thêm, có thể tích hợp trên cùng một máy. Trục chổi đĩa DBS. Bộ phận DBS mỗi đầu có hai chổi đĩa, xoay nhẹ trên bề mặt phôi với tốc độ cao, loại bỏ các vết nhám không mong muốn. Hiệu quả cho chà nhám huỳnh cửa và profile. Tiếp theo máy có thể trang bị thêm que khử ion. Một thanh ion khóa cho mặt trên và mặt dưới của phôi là một tính năng không thể thiếu của hệ thống khử bụi Heesemann A10. Quá trình ion hóa làm giảm đáng kể sự tích điện của bụi tĩnh. Và tiếp theo máy có thể trang bị thêm bộ phận thổi bụi bằng khí. Máy thổi quay có tác dụng loại bỏ bụi nhám bám trên bề mặt. Trong các cạnh profile, huỳnh cửa có bụi thì bộ phận này có nhiệm vụ thổi sạch bụi bám, ví dụ như trước khi sơn phủ. Bộ phận không thể thiếu sau khi chà nhám sản phẩm ra khỏi các trục thì trục chổi làm sạch, trục chổi vệ sinh để loại bỏ bụi trên bề mặt sau khi chà nhám. Tiếp theo công nghệ của Heesemann mang đến cho quý anh chị là bộ truyền động servo làm mát bằng nước. Bộ truyền động servo làm mát bằng nước cho phép di chuyển dây đai an toàn đồng nhất, với hiệu suất chà nhám tối đa và không có dao động tốc độ ở tốc độ dây đai tối thiểu 0,1 m trên giây. Các ổ đĩa servo làm mát bằng nước có thể so sánh với loại hiệu quả EA4. Đối với các profile và huỳnh cửa thì chúng ta nên trang bị hệ thống quét laser 3D, không thể phát hiện phôi vô cấp hoàn hảo trong phạm vi cho phép, độ chia nhỏ nhất 16 mm. Máy quét laser 3D mới phát hiện phôi trong các đoạn 1 mm. Điều này cho phép điều chỉnh chính xác hơn những thay đổi áp suất giữa các phân đoạn riêng lẻ của áp lực điện từ trường. Xin cảm ơn quý anh chị công ty đã xem qua thông tin này. Chúc quý anh chị công ty có nhiều sức khỏe. Hãy liên hệ chúng tôi khi quý anh chị có nhu cầu.